Hello mọi người đã quay trở lại với Distant Journey Vlog. Hôm nay tụi mình đi Eaton Canyon ở Pasadena. Cái này là lần đầu tiên tụi mình đi cái canyon này á, mình phải reserve trước một tuần. Sở dĩ là mình phải reserve trước một tuần đó là tại vì trong cái đợt dịch Covid này họ cũng hạn chế khách tham quan. Chứ thực ra cũng không phải là mua vé hay gì, mình cũng vẫn đi free như những cái công viên khác thôi. Hiện tại thì mỗi ngày họ có ba cái slot. Một cái slot vào lúc 8 giờ sáng, 11 giờ sáng và 2 giờ chiều. Mình thì book được hôm nay giờ 2 giờ chiều. Cho nên mình đi mình cũng không có cảm mình còn không có sợ là đông người ở trong. Tại vì họ chia ra từng giờ rồi. Nhưng mà bây giờ thì là hơi kẹt xe một chút xíu. Mình hơi nên sao á, mỗi lần mình đi canyon hay đi park gì á, trời nó lại nắng ấm. Hồi nãy ở nhà trời gió mà. Gió nhưng mà bữa nay nó cũng ấm, nó cũng không có lạnh. Hiện tại là đang 75 độ. Buddy nãy giờ ngồi trên xe ngủ nè, nhưng mà bị kẹt xe cái nãy giờ cứ thắng dần lại á, cho nên là nó cứ mở mắt hoài. Để một lát nữa khi nào gần tới nơi mình sẽ quay cái đoạn đường đi cho mọi người xem nha. Ok, bây giờ mình đã tới cái Eaton Canyon, bây giờ mình check in. Ok, mình check in đã xong, bây giờ mình tới chỗ đậu xe. Chào mọi người, tụi mình đã tới Eaton Canyon rồi. Giờ thì đang lại bộ vô trong. Buddy thì cũng còn đang ngủ. Đó. Được mama ôm ấm quá cho nên ngủ rồi. Từ nhà mình chạy lên đây hồi nãy là mất 45 phút rồi. Nếu mà tính vô cà xe là mất hết 1 tiếng. Đi hướng này nè. Có đi đi hướng này nè. Cái bảng đó chỉ hướng này. Còn mình giống như mình đang đi ngược lại vậy. No, Nature Center là Nature Center là cái ngoài kia. Giống như cái... đúng rồi, anh đi này đúng rồi. Đi rồi hả? Đi rồi. Ôi, xạo. Chạy đi 2 lần rồi. Ôi thiệt à. Sao nãy anh tới, thấy em bỡ ngỡ vậy. Thì tại vì mỗi một lần đi là cách mấy năm đi lại cho nên không... Nhiều khi nó có thay đổi gì sao. Có quay chỗ này không? Có, hồi xưa chứ mấy chỗ này nó có nước nè. Mà hồi xưa là con suối. Ờ, cái ao. Cái ao hay con suối? Con suối thì đi vô tuốt trong á, nó có cái waterfall ở trong. Mà tuần trước nó mưa, không biết hôm nay còn không. Từ khi mà mình có baby tới bây giờ, cái cuộc sống của mình nó thay đổi rất là nhiều luôn á. Nó hơi busy á, bận rộn một chút. Nhưng mà mình cảm thấy rất là vui. Tại vì á, mỗi lần mà đi làm về á, mình thấy con á, cho dù là mình mệt mỏi làm, mệt mỏi, vất vả, stressful có làm như thế nào. Nhưng mà về nhà khi thấy con rồi tự nhiên nó hết rồi. Mình cảm thấy vui trở lại. Đó là anh đi làm rồi, còn em thì chưa đi làm. Dạ bữa nữa em đi làm rồi, không biết sao đây. Tại vì đang ở trong mùa dịch đó, mình hạn chế đi lại những chỗ đông người đó. Như là mấy cái khu shopping mall đồ nè, nhà hàng đồ nè. Thậm chí mấy bữa nay mình không có đi ra ngoài ăn luôn á. Thèm cái gì á, chỉ là ráng nhịn thôi. Ăn nhà nấu thôi. Hoặc là mình order về ăn. Còn không thì ba mẹ của mình nấu. Mình nhờ ba mẹ chồng nấu, mình thèm cái gì mình nhờ ba mẹ chồng nấu cho. Mẹ chồng của mình giỏi lắm, nấu được đủ thứ món hết á. Món gì cũng biết nấu hết. Hình như cuối tuần này tụi mình còn được ăn bún mắm nữa. Ừ.
nhiều người á, nhiều nhất là ông bà ngoại thấy mình hay dẫn ẵm em bé đi, cuối tuần là giờ ẵm em bé đi ra ngoài chơi, bà ngoại la lắm. Ba mẹ của mình ở Việt Nam á, xem mắt thuyết thì la lắm, tại vì em bé còn nhỏ mà đi dẫn đi ra ngoài chơi rồi. Sợ em bé, em sợ nắng gió trời lạnh đồ bệnh hoạn. Nhưng mà cái quan điểm của mình á, theo như là tiến sĩ Maria Montessori thì không có cái thời tiết nào mà không có thể đi ra ngoài đường được hết, chỉ có là mình mặc đồ không có đúng thôi. Thì nếu mà mình thấy là mình có thể mặc nhiều thêm áo cho con, mặc thêm áo khoác cho con, hoặc là mình ôm con mình vẫn có thể đi được, thì mình nên dẫn em bé đi ra ngoài nhiều hơn để em bé thể hít khí trời, với lại là làm quen với lại môi trường và làm quen với lại thiên nhiên ở bên ngoài. Không giới hạn độ tuổi đâu, thì cũng giống như là mấy em bé nhỏ ở bên Việt Nam mình cũng hay ẵm ra ngoài trời để phơi nắng rồi đó. Thì đối với ba điều cũng vậy thôi, mà tụi mình ráng cố gắng để mỗi cuối tuần đều có thể đi ra ngoài chơi để cho thư thả đầu óc của ba mẹ, với lại cho ba đi làm quen với lại môi trường ở bên ngoài, để cho biết ánh nắng là như thế nào. Chứ suốt ngày, chứ trong tuần suốt ngày, chứ lũ thủi ở trong nhà không mà bốn ngủ vậy thôi. Ánh sáng mà con chỉ thấy được chỉ là ánh đèn ở trong phòng thôi. Sở dĩ mà lý do mà mình đi khai nhân này với lại mấy khai nhân khác á, là mình biết là nó không có đông người, với lại nó cũng là outdoor á, nó cũng là ở ngoài trời á, thì không khí nó không có bị ngợp lại giống như tụ lại trong một cái tòa nhà. Nhưng mà cái chỗ này rất là vắng nha, từ nãy giờ mình đi mình chưa thấy bóng ai. Tại vì người ta cũng hạn chế mà. Thứ nhất là hạn chế chỗ này, hạn chế giống như hồi nãy mình nói đó, là mình phải reserve, mình phải đăng ký cái chỗ này trước một tuần, mà hơn lắm mới được nha mọi người. Tại vì đi vào thứ bảy hoặc là chủ nhật nữa thì những người khác người ta cũng đi nhiều, mình bị miss cái booking ở chỗ này hết 2 tuần rồi. Lần này là lần thứ 3 rồi mình mới book được. Chưa vậy không? Chưa đây ngồi nè. Chưa mà, chưa đó, hồi tới chỗ kia mát hơn. Rồi sắp Ba đi sắp tới giờ 4 nữa rồi. Giờ mình phải kiếm chỗ nào mát mát để ngồi xuống. Tụi mình đã kiếm được cái chỗ cho ba đi bú rất là lý tưởng, dưới bóng cây luôn, mát luôn và khuất ở trong sâu này. Đi à, dậy nè, dậy bú nè. Đi à. Hồi nãy con eo mà. Con lại ngủ nữa rồi. Dậy bú đi. Bé đi. Trời, cái lông mi của nó dài giờ mới thấy luôn á. Ôi trời ơi, ai nói tỉnh rồi kìa. Cần thay ke lắm, chưa tỉnh đâu. Nhảy đi nè, Batman, Little Batman. Bát chi. Ôi trời kìa. Giờ mình với con mình chắc đi không nổi rồi, cho nên ngồi lại cái chỗ hồi nãy nghỉ mệt. Bây giờ mình sẽ tự một mình đi vô trọng tới cái thác. Hy vọng là có gặp được thác nha. Mình đã kiếm được cái con đường đi vô cái waterfall. Ok, giờ mình sẽ đi xuống đó đây.
mình thấy con chim sẻ đi theo nó mà nó không bay. Cái cánh nó bị gì hả ta? Nghiệp vậy. Ủa, trong đó là gì ta? Mình thấy nãy giờ có hai chỗ rồi đó, mà cửa nó mở ha. Không biết chịu trọng nữa. Mình thấy giống như là đi xuống một cái hang động này. Tiếc quá mọi người, họ đã rào lại rồi, họ không có cho mình đi lên tiếp nữa. Tại mình cũng nghe nói hồi xưa giống như nguy hiểm đó, cũng có nhiều người bị té hay sao đó. Nên là bây giờ rồi, bây giờ mình đi trở ra. Cũng thấy được cái suối nhỏ nhỏ rồi, mãn nguyện rồi. Đó là cuộc hành trình của tụi mình ở Eastern Canyon. Mình thấy cái canyon này cũng dễ đi, cũng không có leo trèo gì nhiều á. Rất tiếc là hồi nãy giờ mình không có đi theo mình đi vô tới coi cái suối. Chỉ còn đi vô thêm một chút xíu nữa thôi. Thôi tới rồi. Thôi đi sợ tối lắm. Mình đi thì mình ẩm thấy ba đi theo á, cho nên sợ đi chậm nè, cho nên sợ là đi ra trời sẽ tối. Sợ chính là sợ ruồi muỗi sâu bọ cắn con. Mình recommend mọi người đi vào rất khoảng sau 2 giờ á, vì trời nó sẽ mát. Thì khi mà khoảng 5 giờ mặt trời nó lặn ở ngoài sau núi rồi, thì ở đây đường đi tụi mình hiện giờ mọi người thấy nè, mát. Ok, thôi mình xin dừng clip tại đây nha. Xin chào mọi người. Nếu mọi người xem cái clip này thì hãy cho mình một like và cũng như đăng ký kênh của mình. Bây giờ tụi mình sẽ phải suy nghĩ tới chuyện ăn cái gì đây. Chắc về nhà nấu mì gói ăn quá. Ở bánh canh. Ok, bye bye. Hẹn gặp mọi người vào clip sau nhé. Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.